hột hột vịt màu màu xanh này cả nhà. Mình cũng nghe nói cái hột vịt này ăn cũng rất là tốt cho sức khỏe gì đó cả nhà. Chào cả nhà đến với kênh của em Ngọc. Thì hôm nay em sẽ dẫn cho cả nhà đi mua hột vịt ăn cả nhà ơi. Em bữa nay em lên trên kinh cả nhà. Em mua hột vịt về để dành ăn từ từ nha cả nhà. Đó, đây là cái con đường em đi lên trên kinh nha. Nếu mà cả nhà thấy yêu mến kênh của em thì hãy chia sẻ, like, đăng ký kênh miễn phí để ủng hộ em nha cả nhà. Trong mùa dịch này em cũng chúc cho cả nhà nhiều sức khỏe và bình an nha cả nhà. Nè, đây là cái con đường em đi ra chỗ mua hộp dịch. Đây là cái con kênh số hai bên nha cả nhà. Tới chuồng vịt rồi cả nhà ơi, mình đi mua hộp vịt ăn nha cả nhà. Mình dự trữ trong mùa dịch nha cả nhà. Để mình vô mình hỏi chủ nhà có hộp vịt không nha cả nhà. Bà ba ơi, em cuốn rồi nó sủa con sợ. Vịt đem ra này cả nhà, mà nhưng mà mình bỏ vô cái gỗ xe á, mình sợ nó dằn dằn á, cho nên nó bể á, mình đem ra mình làm gì nha. Chứ mà sợ mà bỏ vô gỗ xe rồi chạy cho mấy cái ổ gà ổ voi á cả nhà. Đó là nó rớt xuống cái chùm cái là rồi để không còn gì luôn á cả nhà. Cái hộp vịt này là mình đi mua. Mình đi mua 80 hộp nha cả nhà. Hiện giá là 25k nha cả nhà. Đó như vậy mà nó bị mềm mềm hết hết một quả này cả nhà. Chứ còn mình để nguyên cái bọc thôi rồi. Quả gì đi cả nhà ơi. Coi nó có hạn chế cái độ dập không ha cả nhà. Cái này là mình mua 25.000 một chục là giá là mình mua 80. Mua 80 là giá là 25.000 200k nha cả nhà. Gần đầy một gỗ xe luôn cả nhà. Cũng lớn không mà cả nhà. Hột vịt mình rửa sạch đem về nhà nè cả nhà. Đó. Nè cả nhà thấy không? Rửa sạch bon luôn. Đây là cái hột hột vịt màu màu xanh này cả nhà. Mình cũng nghe nói cái hột vịt này ăn cũng rất là tốt cho sức khỏe gì đó cả nhà. Vì bệnh gì đó không biết nữa. Cũng có vài cái hột màu xanh này cả nhà. Đó. Cả nhà thấy không? Mình mua sáng mình đi mua 80 hộp nha cả nhà. Đó, bây giờ mình bỏ vô bọc mình bảo quản cả nhà ơi. Bỏ vô tủ lạnh mình bảo quản nha cả nhà. Đó, mùa dịch này mình cũng chúc cho cả nhà nhiều sức khỏe và bình an. Nhớ dự trữ thức ăn nhiều trong tủ mình một chút nha cả nhà.